Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình bình luận diễn biến chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ sáng cuối tuần thứ Bảy, 14 tháng 9, ngày thứ 934 của cuộc chiến. Chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ, mạnh khỏe, tươi trẻ, nắng đã lên rồi. Hôm nay thì tôi ra đường và tôi nhìn thấy rất nhiều những khung cảnh người người, nhà nhà, các tổ dân phố họp hành, rồi tiến hành những chiến dịch chung, dọn dẹp, giúp đỡ các thứ. Mọi, nói chung là không khí nó rất là xôm tụ quý vị ạ à, cho chúng ta một cái cảm giác nó khá là phấn chấn so với lại suốt tuần qua. Và, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với lại thông tin chiến sự trong ngày tuổi, à, cuối tuần luôn đây. Một vụ tấn công bằng UAV của Nga. À, vâng, về Ukraine của Nga bây giờ thì tôi có thể thấy như thế này. Tức là uh, phía Nga đang tích lũy một cái lượng UAV khổng lồ, đúng không ạ? Uhm, hoặc là không tích lũy thì chúng ta thấy rằng ngày nào họ cũng đẩy vào trong bầu trời của Ukraine một số lượng UAV rất đáng kể. Ví dụ như Ukraine thì có thể tích lũy cả tuần mới tấn công được một cái vụ lên tới cơ số hàng trăm. Thế nhưng mà phía Nga thì ngày nào chúng ta cũng thấy tầm năm chục cho đến gần trăm đúng bay bầu trời. Cái điều này nó rất nguy hiểm cho hệ thống phòng không Ukraine. Bởi vì kể cả trong trường hợp Nga không đánh được cái gì ấy, thì nó cũng vắt kiệt những cái nguồn lực phòng không. Đấy. Đúng ạ. Và thứ hai nữa nó tìm ra rất nhiều những cái vị trí của hệ thống phòng không và tìm ra rất nhiều những cái vị trí quân cơ bí mật đấy ba cái yếu tố đó rất là quan trọng để mà cứ thỉnh thoảng một tuần hay là nửa tháng thì nga làm một cái mẻ lớn đúng như vậy cho nên là những cái vụ tấn công liên tục của nga vào các cái khu vực này bằng uav thời gian gần đây cứ thỉnh thoảng thì họ có một cái vụ tấn công có chủ đích là nó phá vỡ cái gì nổ cái gì đó ví dụ như hôm qua ở ivano frankfurt này thì có một cái vụ tấn công vào cái trung tâm nhiên liệu rất lớn, nó cháy nổ hàng nhiều tiếng đồng hồ và chỉ bằng UAV thôi. Rồi các cái vụ tấn công khác ở trong khu vực này thì nó mang cái tính chất là khêu gợi là chính thôi, chứ cũng không có cái gì cụ thể. Ngày hôm nay cũng thế, một số lượng UAV lớn, rất lớn, bay khắp nơi từ miền Trung cho tới toàn bộ miền Nam, miền Đông và miền Đông Bắc. Rồi bom của Nga thì vẫn tiếp tục đánh ác liệt ở vùng Sumy và vùng uh, Porok, đặc biệt là tên lửa của họ và bom tầm xa của họ đang chủ động cắt những cái tuyến cầu cống ở hai khu vực này để mà cung cấp cái nguồn uh, cắt cái đường viện trợ cho các hai chiến dịch lớn đang diễn ra Sumy khắc uh, và vùng Porok đúng không ạ? thì đấy là cái tình hình mà chúng ta thấy nếu trong trường hợp một ngày mà nó không có cái chiến dịch ấy, thì nó sẽ liên tục có thứ nhất là hoạt động như thế này này thứ đấy hoạt động kiểu ở những cái vùng uh, hậu tuyến của các chiến trường dữ dội thứ hai là cái hoạt động mà gọi là phục vụ ba mục đích như tôi kể trên nhưng vẫn tranh thủ là sơi được cái gì thì sơi con nhà người ta còn lại thì mang tính chất là gọi là mình gọi là gì nhỉ chộp giật đấy nga mà thấy hở cái gì thì họ iskander của họ ở đâu đó đã bắn ngay lập tức để phá hủy có thể nói rằng ba cái chiến thuật tầm uh, ngắn tầm uh, gọi là chung và tầm xa này kết hợp hàng ngày khiến cho ukraine thực sự là gặp rất nhiều vấn đề một cơn ác mộng trên bầu trời hôm qua thì một cái thông tin nó rất là thú vị nữa đến từ trung quốc đó là À, phía Nga đã bắt đầu sản xuất cái tên lửa tầm xa à, và UAV cảm tử tầm xa. Đấy là cái tên UAV mà dựa trên cái động cơ được Trung Quốc cung cấp bán cho. Và trong tháng 7 vừa rồi thì họ, ở trong cái năm vừa rồi, từ tháng 7 năm ngoái đến năm nay, thì Nga đã sản xuất được 2.500 đơn vị gọi là như là một cái sự dạo đầu đấy. Và đợt tới thì họ bắt đầu tăng tốc cái loại đó. À, bây giờ chiến tuyến thì chưa thấy Nga sử dụng hàng loạt nhưng mà bắt đầu đã có thấy xuất hiện uh, ở những cái khu vực mà tấn công vào trong lãnh thổ của Kenya rồi. Nhưng nó chỉ là những cái tàn dư thôi. Cái uh, tầm của nó khoảng độ nặng 300 kg và nó có thể bay được tầm 1.500 km. Đấy. Nó rất giống như con Gheran, tức là nó giống như con Gheran của Iran ấy. Và Nga đã nội địa hóa hai cái dòng UAV rất là chết chóc tầm xa, đúng không ạ? Như vậy chúng ta cũng thể thấy rằng là trong cuộc chiến này từ giờ cho đến cái lúc kết thúc ấy thì phía Nga còn tiếp tục sử dụng UAV để làm những cái động tác mà chúng tôi nói nhiều. Và đây mà là một cái chiến thuật, chiến lược cực kỳ hiệu quả của phía Nga. Trước khi vào trận đấu thì chúng ta có một vài thông tin gây sốc thế này. Ừm... Uhm, à... Hôm qua thì quý vị biết rằng chúng ta đã nói về cái lời phát biểu của Tổng thống Putin hai ba lần liên quan tới cái vụ là phương Tây cứ dọa nạt, đúng không ạ? Thậm chí Bộ trưởng Ngoại giao còn bay đến khi ép để mà tuyên bố này tuyên bố nọ. Nhưng mà chiều hôm qua thì Tổng thống Putin nói rằng là nếu như mà phương Tây mà cho phép Ukraine sử dụng tên lửa để tấn công vào Nga thì cái điều quan trọng ấy là cái tên lửa chính xác tầm xa dựa vào hệ thống trinh sát tình báo vệ tinh của phương Tây đấy thì nó sẽ liên quan tới cái sự tham tham gia của phương Tây vào việc tấn công mà Ukraine có khi là chỉ sử dụng cái việc bấm nút thôi mà thậm chí là không cần bấm nút mà chỉ có mặt ở đây thôi thì như vậy là cơ bản là phương Tây đang có một cuộc chiến trực tiếp với người nga đúng không ạ và tổng thống nga nói rằng trong trường hợp đó là họ đã có quyết định để mà tham chiến với nga và nga sẽ tiến hành những biện pháp đáp trả Đấy. thì chúng tôi cũng đã chém gió về những cái kịch bản và những mức độ đáp trả rồi ngày hôm nay những thông tin nó rất là thú vị đó là người đại diện của văn phòng uh, truyền thông Nhà Trắng, ông John Kirby, uh, đã nói rằng là nước Mỹ uh, sẽ xem xét những cái phản ứng của Tổng thống Putin về sự đáp trả tiềm năng của Nga đối với lại những hoạt động mà cho phép Ukraine tấn công tầm xa vào lãnh thổ của Nga một cách cực kỳ nghiêm túc. Đấy, có nghĩa rằng là sẽ xem xét một cách cực kỳ nghiêm túc chứ còn mọi lần họ cũng có lờ đi còn người đại diện của nga tại vâng đại sứ quán nga tại washington ông antonov nói rằng là người mỹ đừng tưởng rằng họ có thể ngồi gọi là nhàn rỗi mà không bị động chạm tới trong trường hợp có một cuộc xung đột hạt nhân ở châu âu và chắc chắn họ sẽ bị ảnh hưởng lớn đấy là một điều chắc chắn và họ đừng nên đùa với lửa tiếp tục đùa với lửa nữa còn về phần nước anh thì hôm nay thủ tướng stammer đã nói rằng là ukraine có quyền để tự phòng vệ nhưng mà ông tuyên bố một cách rõ ràng rằng kiev sẽ không được phép sử dụng tên lửa vũ khí uh, tên lửa của phương tây tấn công sâu vào trong lãnh thổ uh, nga trong cái giai đoạn hiện tại Và có vẻ như là với những cái tuyên bố như vậy thì các quốc gia đó vì tình huống hiện tại nào đó có thể là lời phát biểu của ông putin có thể là một sự đàm phán ngầm hoặc là họ cảm nhận thế nào đó đúng không ạ cho nên là họ đã không cho phép ukraine sử dụng việc đó và họ luôn để mở cánh cửa là trong cái giai đoạn hiện tại đấy, đấy là một cái điều mà chúng ta thấy rằng là họ sẽ tìm cách để mà uh, gọi là à ơi để đạt được những cái lợi thế liên quan tới việc lôi cái đó ra để đe dọa đúng không ạ điều này càng cho thấy một điều rằng thực sự các cái quan chức của phương tây bây giờ họ không còn họ đã quên hết cách làm chính trị ngoại giao rồi đúng không ạ chỉ biết hăm dọa đây thôi nhưng mà lại không hiểu được tình hình địa chính trị là cái mà họ có thể dọa nga thì rất ít hoặc là người nga không có sợ cùng lắm thì là một vài vụ tấn công khủng bố đúng không ạ cái đó chưa bao giờ người nga trùn bước cả nhưng mà chắc chắn rằng là lần này thì người nga có những cái biện pháp đáp trả khiến cho phương tây sẽ phải khóc ròng vâng và như vậy chúng ta sẽ rời khỏi cái thông tin quan trọng này à, à, Vâng cuối cùng thì có một thông tin nữa cũng liên quan đến vụ này đến từ văn phòng của tổng thư ký liên hợp quốc ông nói rằng là à, cái luận điệu của phương tây cho phép kiev sử dụng tên lửa tầm xa tấn công vào sông lãnh thổ nga chắc chắn sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp cho cuộc chiến mà chắc chắn nó sẽ kết thúc nhanh hơn cuộc xung đột ukraine một cách đẫm máu Vâng, lâu lắm rồi thì tôi mới nghe thấy Tổng thống Putin nói một cách nó khá rõ ràng, mặc dù nó còn rất là mơ hồ, nhưng có vẻ lần này ông đã nói dựa trên những bối cảnh hiện thực và những cái làn danh đỏ đấy thực sự là làn danh đỏ. Tôi cảm nhận rằng nó không quá rõ nét nhưng mà lần này phương Tây đã cảm nhận được, đúng không ạ? Là Putin thực sự đã nói. Còn những cái lần trước thì chỉ có quan chức của Putin nói thôi. Còn cái người đại diện của Nga ở Washington ấy, ông ấy nói rất đúng, tức là phương Tây và người Mỹ đang chơi đùa với lửa, đúng không ạ? Đang đùa với lửa nhưng mà bởi vì là người ta cứ đùa dần 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 người ta tiếp xúc vào lửa đấy người ta không để ý chứ còn thực tế mà nói chúng ta cứ để ý mà xem đây là một cái dự án một cái gì đó để mà kiếm danh và kiếm lợi kiếm quyền đúng không ạ à, và tất cả cái điều đó nó đang tụt đi dần thế nhưng mà nó sẽ có một cái hậu quả là họ đang đùa với lại một cái thế lực có khả năng hủy diệt bọn họ Quý vị công nhận đúng không ạ? Chúng ta có ai bao giờ chúng ta nếu mà chúng ta uh, gọi là sử dụng những cái đòn ném đá sau lưng gọi là đổ dầu thêm dầu vào lửa thì chúng ta cũng chỉ làm với những cái thằng mà nó không làm gì được hại chúng ta. Còn chúng ta làm như thế để chúng ta không mất mặt với bàn dân thiên hạ. Đúng không ạ? Với một cái thằng mà nó thừa sức để nó bóp chết mình ấy cái sự sinh tồn của mình mà chúng ta lại đi làm một cách khơi khơi như vậy đúng không ạ thì có vẻ trong cuộc sống không ai có làm như vậy thế nhưng mà bây giờ trên chính trường quốc tế tôi vẫn luôn nói tôi thực sự là rất kinh ngạc bởi vì là thế giới ngầm ở Mỹ họ đã dám đi một cái bước xa như vậy đúng không ạ nó quá xa chúng ta chỉ nói một cách đơn giản thôi đó là một cái việc nga hoàn toàn có thể tấn công vào trong không gian và điều đó là một cái nó rất là trong tầm tay của Nga. Nó không đem lại cái hậu quả gì cho Nga một cách đáng kể. Nhưng nó sẽ gây ra một cái sự sụp đổ theo dây chuyền đối với nền kinh tế xã hội chính trị của phương Tây. Nhưng chưa nói cả vấn đề quân sự nữa. Thì nếu các quốc gia phương Tây mà viện trợ Ukraine để chiến thắng Nga ấy, thì tôi không nói quý vị ạ. Tôi không nói nhưng mà ý nói rằng là họ quá trẻ con để họ luôn đưa những luận điệu đấy ra để dọa người Nga. Đúng không ạ? Và mỗi lần dọa và làm cái kiểu đấy thì họ toàn ăn những cái chai đắng thôi. Và một trong những cái điều mình phải rút ra nữa, thực sự mình thấy cái nền chính trị và cái năng lực ngoại giao và năng lực uh, quản lý, đúng ạ, cái quyền lực của thế giới phương Tây càng ngày nó càng chán hơn. Đấy, ví dụ như ngày hôm nay thì ở nước Đức, ấy, người ta còn nói rằng là cái đảng Dân Chủ Xã hội lên chuẩn bị là phế chuất cái quyền tái bầu cử của ông Olaf Scholz khi hôm trước ông ấy dọa là ông ấy sẽ tái tranh cử. Trong khi cái tỷ lệ ủng hộ của ông ấy, ông ấy vừa nói ra một phát thì nó tụt thêm 3%, từ 18% xuống 15% đại loại như vậy. Đấy thế mà mà rõ ràng là ông vẫn còn dày mặt để ông ấy định làm trở thành lãnh đạo của nước Đức một lần nữa. Chúng ta chỉ cần nhìn xem bà con Việt kiều ở Đức nói gì về cái chính phủ Đức thì chúng ta cũng hiểu đúng ạ, chứ chưa cần phải người Đức. Và bây giờ thì trước khi vào chương trình chúng ta lại đến với lại thông tin về tổn thất của Ukraine trong ngày hôm qua và lần này thì tôi đã thấy một con số khủng khiếp chưa từng có. Cái điều này thì cũng dễ hiểu thôi bởi vì hôm qua Ukraine phản công 3-4 bận vào cái hướng vùng Kursk và rất nhiều các cái vùng khác nữa. Đúng không ạ? Có giao tranh khủng khiếp. Quý vị có thể nhìn xem là... Vâng, một số lượng xe cộ kỷ lục trong ngày hôm qua. À không, hôm kia mới kỷ lục xe cộ. Còn ngày hôm qua thì ít hơn một tí nhưng mà cũng rất nhiều. 27 xe chiến đấu hạng nặng là một con số khủng khiếp quý vị nhé. Hạng nặng là những cái con như kiểu là Bradley đấy. Đấy, chứ không phải là mấy cái con khinh binh bốn bánh các thứ đâu. Con dạng bánh xích mà bắn đạn vớ va vẩn là không bao giờ làm gì được nó đấy. Còn nếu nó mà là dạng bánh thường thì nó phải là một đống bánh chứ nó không phải là những cái con mà chạy nhanh nhanh mà súng 12 ly 7 hay là 30 mm nó bắn cho một phát thì xuyên táo luôn. Cho thấy là cái tổn thất nó rất là khủng khiếp đúng không ạ? xe tăng 7 chiếc ở hướng cớt này một pháo 8 xe khác tổn thất con người 300 trên toàn tuyến tổn thất con người đạt mức 2640 mức kỷ lục của mọi thời đại thậm chí là mức này còn hơn cả mức chiến dịch bác và Adipka trong ngày đúng không ạ Tức là hai chiến dịch lớn đấy có thể khẳng định là đây là con số kỷ lục mọi thời đại được xác nhận rồi đúng không ạ Đây là một con số kỷ lục mọi thời đại phải nói là không ngoan tí nào chưa bao giờ thấy sốc như thế và nó đã hơn cái kỷ lục cũ gần 100 À, vào những ngày trong tuần trước đó là 2 mấy mấy đúng quý vị, lần 2600 rồi. À và trên toàn tuyến Ukraine tổn thất 40 xe bọc thép hạng nặng, 7 xe tăng, 23 khẩu pháo 31, các loại phương tiện chiến đấu khác 44 UAV, 2 xe công binh và một hệ thống tác chiến điện tử 5 kho đạn. Trong tuần qua, hàng không Nga đã tiến hành 39 các nhóm tác chiến chính xác À, bằng tên lửa chính xác và uav kết quả là đã hủy diệt các kho dầu ga và các loại năng lượng cơ sở tầng năng lượng của ukraine các cơ sở hạ tầng sân bay quân sự các kho đạn kho thuốc súng các nhà máy sản xuất uav usv tên lửa chiến thuật các nhà máy lắp ghép usv lưu trữ usv kho đạn kho tên lửa kho hậu cần Uh, các căn cứ sửa chữa trang thiết bị vũ khí và xe cộ Trong chiến dịch phản công vùng Kursk, Nga đã giải phóng 10 thành từ Aspanovka cho đến thành Snagot Còn ở khu vực uh, chiến trường miền đông cánh quân trung tâm đã giải phóng thành Krasnohorivka-Girovka ở vùng Donetsk trong tuần qua, cánh cân trung tâm cũng đã giải phóng thành Novogorodka, Kalinovka, Memrich, Glasninovka và Donitska ở khu vực Donetsk và à, vùng Donbass. Vùng Donetsk và cái vùng Bakhmut ở trên đấy, hai vùng khác nhau. Và cánh quân phương Đông đã giải phóng thành Vodiane, tức là khu vực Uleda. Tuần vừa rồi là một cái tuần uh, Nga đánh chiếm quá từng bừng khói lửa, đúng không ạ? Trong tuần Nga đã bắn chặn tên lửa 9 tên lửa ATAC 30 bom Hammer 25 tên lửa Hima và 433 UAV có cánh bao gồm 237 chiếc tấn công vào lãnh thổ Nga và 49 binh lính Ukraine đầu hàng trong tuần. Đấy, còn bị bị bắt trong tuần thì rất nhiều ngày hôm qua thì riêng cái video mà bị bắt thôi đã, 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 cực kỳ nhiều rồi và ngày hôm nay thì hai bên cũng trao đổi tù binh 49 đổi 49 quý vị ở cái vùng phương bắc đấy thì và cơ bản là như vậy vâng thì cái đáng lưu ý là gì đáng lưu ý là xe cộ và người tổn thất rất lớn trong ngày hôm qua và xe cộ thì đến vùng Kurs còn người thì đến ở vùng vùng Bắc Mút này vùng Liman Kupian rất cao Bắc Mút và vùng Porok. Ba cái vùng này đều rất cao. Còn vùng Kurs uh, uh, thì là ở mức độ khá cao, đúng không ạ? Chứ chưa phải mức cao, uh, còn mức 800 này là gần kỷ lục rồi. Các vùng khác thì đều ít so với bình thường uh, một chút. Tuy nhiên thì tất cả đã cộng lại đã đưa một cái con số lên mức độ kỷ lục. Vâng, tôi không biết nói gì hơn nữa quý vị Nếu mà một cái cuộc chiến mà một ngày mà dẫn tới cái tổn thất như vậy thì nói chung là nó không có bền vững. Đúng ạ, nó chỉ gọi là kéo dài không được bao lâu. Thế nhưng nếu như mà nói về đây gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt thì nó nhiều. Nhưng mà nếu mà chúng ta căn cứ vào cái đường biên giới ấy, thì nhiều lúc cái đường biên giới này nó còn hoành tráng hơn cả chiến tranh thế giới thứ hai đúng không ạ? Nó nhiều lúc có ngày nó tích cực như ngày hôm qua chúng ta thấy giao tranh ở đó. 1, 2, 3 chiến trường, 4 chiến trường, 5 chiến trường, 6 chiến trường, 7 chiến trường, 8 chiến trường. Đúng không ạ? 9 chiến trường. Đấy. Thì cái giới tuyến của nó cũng kéo dài tới tới đến vài trăm đến gần nghìn km chứ không phải ít. Mà bây giờ bom đạn nó khủng khiếp như vậy, đúng không ạ? Thì tổn thất nhiều cũng không phải là một cái gì đấy mà nó quá gây ngạc nhiên. Trong tuần qua thì uh, phải nói rằng là phía Nga đã tuyên bố giải phóng làng Krasnodipka và Novogorivka. Đấy là hai cái thành trì mang cấp thành phố, quý vị nhé. Ở vùng uh, Oleda và vùng Adipka đấy. Cấp thành phố, đúng không ạ? Uh, những tuần trước thì họ đã kiểm soát rồi, nhưng mà tuần vừa rồi thì họ đã chiếm. Thế còn cái diễn biến quan trọng thì chúng ta vẫn thấy trong tuần ngoài việc Nga gây ra một cái sự đổ vỡ ở vùng Uleda, vùng Porok, thì cái tâm điểm của nó chính là cuộc phản công của Nga, đúng không ạ? Đã bước vào ngày thứ ba hay ngày thứ tư ở cái vùng Kursk và đã tạo được rất nhiều những cái bước tiến rất là ngoạn mục. Còn cuối tuần thì ngày hôm qua chúng ta bắt đầu chứng kiến Ukraine phản công vào cái hậu quân phản công của phía Nga. Đấy, có nghĩa là trận đấu ở đấy nó rất là thú vị. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến ngay với cái vùng đấy đây để xem là trong đêm qua có những cái thay đổi gì đáng kể. Dariro rơi vào tay Nga rồi. Như vậy là bản đồ trung lập này đã vẽ ra một cái bước tiến cực lớn của phía Nga ở hướng phía dưới. Đây chúng ta nhìn này. Hôm qua chúng ta chỉ vẽ là phía Nga đánh mon Man ở khu vực này không có tiến ra khu vực đây. Đúng không ạ? Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta thấy họ không những tiến ra. Họ còn vượt qua bờ sông Dariro. Ờ, rồi là đẩy Ukraine ra khỏi tất cả các khu vực bờ sông và trong thành Jack đấy như vậy là toàn bộ bờ sông này đã bị nga chiếm rồi. Như vậy khả năng Ukraine lật kèo ở bờ sông này là rất thấp. Đấy tức là cái, cái bây giờ cái cánh phải của nga để tiến về khu vực phía đông, đúng không ạ, đã được che chắn một cách khá tốt ở cái mảng khu vực lớn nhất này. Đấy còn lại thì nó còn yếu ở cái khu vực phía dưới và khu vực phía dưới có vẻ như Ukraine đang tìm cách để phản công nga. Thế thì thông tin ở những cái chiến trường mà nó đang có chuyển động lớn ấy, chúng ta có rất nhiều lý do để chúng ta không không thể tin ngay được bởi vì tại sao? Bởi vì thứ nhất là nó chuyển động rất nhanh. Thứ hai nữa, chuyển động cả hai chiều ấy, có thể tấn công, phản công, chiếm đi, chiếm lại. Thứ hai nữa là hai bên đều thích chơi trò chiến tranh thông tin để mà làm nức lòng quân mình, dân mình và làm cho đối phương nản chí, đúng không ạ? Hai bên đều chơi như vậy cho nên là cái việc chúng ta tham khảo nó mang tính chất tương đối thôi. Thì ở đây chúng ta thấy rằng nhiều thông tin cho biết là Nga đã chiếm được cái thành uh, lúc này rồi. Đấy, và khả năng bây giờ Nga đã chiến tiến tới thì đẩy lui Ukraine hết ra khỏi bờ sông, bờ hồ ở đây. Đấy, tạo ra một cái chỗ đứng bất khả xâm phạm là nó nọt khe uh, giữa cái khu vực uh, sông hồ này. Thông thường mà quý vị thấy rằng là người ta vào được một cái chỗ đứng ở trong ba mặt giáp sông hồ như thế này thì cái khả năng để mà địch có thể đánh là rất thấp. Còn cái thành quan trọng nhất là Lưu Bị Mốt Ca Đúng không? ạ? Đấy là Lưu Bị Ca ở đây Thì bây giờ không biết tình huống nó như thế nào Nhiều nguồn tin cho biết rằng Nga đã chiếm luôn cả thành này Thậm chí là những kênh uy tín Nhưng mà tôi không tin Tôi chỉ nghĩ rằng Nga có thể chiếm được cái Dọc theo cái dãy rừng này đã là đẹp lắm rồi Đấy, tới đây cũng Ý nói là mình không phải không tin Mà ý nói là mình thấy nó nếu như vậy Ukraine yếu quá Đúng không ạ? Đấy, và phía trên thì phía nga đã giáp vào cái lưng ở cái hướng Korekov dọc theo con đường này xuống à, nó như thế này Đấy, trong buổi tối ngày hôm qua thế còn bây giờ sáng nay thì chúng tôi chưa nhận thêm được cái thông tin gì đáng kể liên quan tới cái khu vực này à, tức là thông tin đáng kể nhất là họ đã chiếm luôn được Đấy, nhưng mà cái đó cần phải xác minh lại thế nhưng mà cái đoạn phía dưới này thì rất to quý vị ạ có lẽ là phía nga đã tập trung trong đêm vừa rồi họ tấn công vào cái mảng này đúng không ạ đây là một cái mảng mà bắt buộc phải đánh đánh thì mới chắn được cái sườn và điều này cho thấy rằng là nếu nga đánh ở đây thì họ đã có một cái ý đồ cực kỳ rõ ràng để mà ít nhất là khống chế được cái mảng này đúng không ạ đây này đấy ít nhất là họ sẽ làm như này và họ làm như này thì có nghĩa rằng là Họ đã đẩy lui cái giới tuyến của Ukraine, cái phần quan trọng, nguy hiểm nhất của Nga, đồng thời là cái phần quan trọng của Ukraine. Thứ hai ở khu vực này chỉ sau Suda. Ừ, thực tế nó là hướng quan trọng nhất, nhưng mà cái thành thì nó lại không quan trọng nhất thôi. Đấy, và coi như là đối với bước tiến này thì Nga hóa giải toàn bộ cái sự đe dọa của Ukraine, đúng không ạ? Về cái hướng này và thậm chí về hướng này nữa. Bởi vì nếu bây giờ Ukraine mà hướng theo cái mũi bên chính này để tấn công đi ấy thì chắc chắn là họ sẽ bị Nga quét vào sườn, đúng không ạ? Sẽ không thể tấn công được. Đồng thời là bây giờ lúc nào Nga cũng rình dập đe dọa để có thể cắt những cái 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 vùng lãnh thổ không chỉ còn lại của họ mà bây giờ họ sẽ tích cực mở rộng trận địa ra, đúng không ạ? Nó như kiểu là mượn gió bẻ măng thôi. Đấy, người, họ sẽ đánh vào cái vùng của Sumi để dần dần hình thành ra một cái trận địa ở trong Sumi một cách tự tự nhiên, đúng không quý vị? Cái đấy là cái nó cực kỳ nguy hiểm đấy quý vị. Nga là gấu mà cái kiểu marketing gấu là nó cứ thò một chân trước đúng không ạ? Đấy xong nó thò nốt chân sau. Nó xin bát cơm xong nó xin bát canh rồi nó xin bát thịt và rồi nó chơi cả mâm luôn. Rồi xong nó đòi ngủ lại đúng không ạ? Xong nó đòi ngủ trên giường của ông bà chủ. Đấy sau đó là nó lại đòi vàng <laughs> ten ten ten. À, tuy nhiên thì Ukraine đã không hoàn toàn bị ở động ngừa hướng này. Ngày hôm qua thì một thông tin khá thú vị đó là họ lại dồn quân đánh lên hướng này. Đấy. Thế thì cái câu chuyện họ đánh lên đây thì nó cũng rất là hợp lý thôi. À, bởi vì nếu họ không đánh lên đây ấy, mà để Nga áp sát vào ngay sát sau lưng Libo từ hướng Koninovo và hướng Kremina xuống thì có thể nói rằng là toàn bộ cái trận địa của họ sẽ bị toang và Nga sẽ kết nối cái trận địa mà như tôi vẽ cùng quý vị đúng không ạ? Thì như vậy chỉ cần Nga đánh đến đây thôi thì có thể nói rằng Ukraine sẽ cái chiến dịch cướp của họ đã vứt đi. Vứt đi. Tất nhiên là không trong trước mắt nhưng mà trên đường dài. Tức là mình có thể nói là từ 99% mình đóng cái dấu là 100%. Đúng không ạ? Đấy, thế nhưng mà quan trọng là nó không chết ngay mà nó cứ ngắc ngoài ở đấy. Cho nên là bắt buộc họ phải đánh để mà đẩy lui cái cái sườn này mà không phải sườn nữa mà thực ra đánh vào lưng rồi. Để mà không áp sát vào đe dọa cái Libimotk. Đồng thời vẫn có những cái tham vọng nào đó để có thể quay lại Konenovo uh, một lần nữa. Đúng không, quý vị? Có thể họ chờ đợi những cái gì đó từ phương Tây chờ đợi vũ khí gì đó của họ tôi nhìn uh, ukraine đợt này họ cứ uh, âm âm thầm thầm cái gì đó là họ cũng chuẩn bị có những cái gì ví dụ như uh, ông kia ông cứ nói về hòa bình thì chúng ta biết rằng là khi ông nói nhiều hòa bình thì kèo gì cũng sẽ có đánh nhau to đúng không ạ sẽ có những cái hoạt động mờ ám cho nên là trước đây thì ông đã công bố về các loại tên mửa vũ khí mới chiến thuật mới rồi hôm qua ông còn nói rằng là cái kế hoạch mới của ông chắc chắn là khiến cho nga sẽ phải một cái từ là phải như kiểu là quỳ gối ấy, một cách bắt buộc luôn chứ không phải là tự nguyện hay là gì nữa có nghĩa là ông có một cái loại vũ khí gì đó nó nó khủng khiếp cho nên là ý nói cái đó để chúng ta thấy rằng ukraine họ vẫn không từ bỏ những cái giấc mơ của mình ở cái vùng Kursk đúng không ạ Đấy, thế thì ngoài cái việc là giao tranh dữ dội ở khu vực phía tây bắc và Ukraine không vượt tiến được ngược trở lại à, và phía nga tiếp tục tiến lên những cái bước tuy nó chậm hơn nhưng mà họ vẫn tiếp tục tiến về hướng đằng sau khu vực trung tâm. Đấy, thế còn hướng bên đông bắc thì hai bên cứ giao tranh đi giao tranh lại thôi, cũng không có gì đáng kể. Tuy nhiên ở đây thì ngày hôm qua tôi thấy có một cái sự chủ động của phía nga, đó là họ tấn công uh, khá rồn rập trên nhiều điểm trên toàn hướng đông bắc này cái mục tiêu của họ thì chúng ta cũng đã nhìn thấy rất rõ họ muốn kéo giãn cái trận địa ukraine về hướng này để cho quân của họ có thể à, tạo được những cái lợi thế lớn ở cái hướng này đúng không ạ cái đấy là cái mà quát sở trường của phía nga rồi và tất nhiên là nó cũng không có thay đổi gì ukraine cũng tung ra nhiều đợt tấn công lên phản công xuống nhưng mà cũng có không có thay đổi gì Có nghĩa là tuyến này nó nó đã tĩnh khoảng độ chục ngày nay của chúng ta rồi đúng không ạ Hướng Việt đông cũng vậy, đông và đông nam cũng thế. Ukraine thì cũng phản công lại lên vùng Boki nhưng mà đã bị phía nga đánh bật ra. Ukraine thì cố gắng đánh khoét vào cái phần còn lại của thành Chesakaya nhưng cũng bị phía nga đánh bật ra. Còn giao tranh diễn ra ở khu vực đông bắc không có ngã ngũ gì đáng kể hoặc là có chúng ta không cảm nhận được. Thế còn ở khu vực vía quan trọng nhất thì đến bây giờ rất nhiều nguồn tin đưa ra những thông tin trái chiều. thì cái mà tôi có thể xác định được là Ukraine đã tạo được một bước tiến nhỏ ở đây và một bước tiến đáng kể hướng về Vseloye. người thì nói rằng là họ đã chiếm được Vseloye rồi. Đấy thì cái đấy cũng không loại trừ đúng không ạ? Bởi vì khu vực này Ukraine rất mạnh mà phía nga thì rất mỏng. Uh, người nga nói rằng là một nhóm quân của họ đâu đấy chỉ có mười mấy người thôi phải làm cái nhiệm vụ là gọi là cầm chân quân Ukraine ở đây để chờ đại quân của họ đến gọi là viện binh hay như thế nào đó thì tình huống sẽ cần được xác minh thêm. Thế nhưng ở đây thì chúng ta thấy một điểm rằng là uh, như chúng ta đã nói thôi, Ukraine sẽ cố gắng phát triển một cái hướng tấn công nào đó như thế này, đúng không ạ? Đấy để họ chia cắt trận địa của phía nga ra cắt những cái vùng này, cô lập khu vực bên này để chiếm một cái diện tích như thế này. Đây đến ít nhất là bên này rồi ra phía bên tay này. Thế nhưng mà bên này của họ thì đã bị phía Nga thông đường rồi cho nên nó sẽ khó hơn. Có lẽ họ sẽ hài lòng với một cái thung lũng nào ở phía bên này đúng không ạ? Đấy và chiếm cái thành uh, cấp quận Gluskovo của phía Nga. Và đại khái là họ sẽ giữ một cái mảnh đất nào đó mà Nga sẽ rất khó để chiếm lại. Đấy để làm những cái yếu tố chính trị uh, trên đường dài để ép nga để đổi đất rồi để mà hòa bình khi mà vẫn còn trạng thái là chiếm đất của nga đúng không ạ cái điều đấy nó sẽ khiến dưới ánh mắt của ukraine thì họ sẽ khiến cho nga phải đau đớn phải lụy hay như thế nào đó đấy như vậy là chúng ta sẽ đã đi qua cái khu vực này với những cái bước tiến đột phá rất là quan trọng của phía nga về cái khu vực dario và khu vực toàn bộ của thành tony lúc đấy mỏm này lubinica thì cũng đột phá ác đáng kể nhưng mà chúng ta chờ thông tin còn phía trên thì nga đã khép chặt vòng vây với cánh quân ukraine ở khu vực konenovo các phần còn lại không có gì thay đổi giao tranh dữ dội còn bên này thì ukraine đã tiến lên từ đêm ngày hôm qua hôm nay chúng ta chưa có thông tin gì về phía nga thì họ đưa ra rất nhiều video về việc họ đã bắn hạ xe cộ của ukraine ở khu vực này và trên cái thông báo về tổn thất thì chúng ta cũng thấy nó khá là tương ứng có nghĩa là ukraine đang tổn thất rất lớn ở cái vùng gloshovo đúng không ạ và họ hy sinh khá nhiều những cái xe quan trọng để mà phá những cái tuyến phòng thủ bãi mìn bánh biết ở đây này để đưa quân vào Đấy thì bây giờ cũng chỉ biết là à, những nguồn tin là họ đang ở đâu đó giữa biên giới của họ với lại -E. à, còn ở khu vực này thì có một tí ở tenico còn cái mũi lớn nhất của họ ở bên phải ngày hôm qua thì có vẻ như không tiến được bao nhiêu hoặc là không tiến được tín nào như vậy là cái chiến trường ở đây nó đang rất là linh hoạt đúng không ạ và nó sẽ thay đổi rất lớn trong thời gian tới của chúng ta. Nhìn cái thế trận như thế này có thể nói rằng là một cái chiến trường mà nó sẽ thay đổi từng giờ, có khả năng thời điểm này họ đang có những cái chiến dịch lớn xảy ra rồi. Các nguồn tin thân Nga cho biết rằng là ít nhất trong phần uh, tái chiếm thêm của Nga, Nga ngày hôm qua thì họ đã chiếm được khoảng độ 300 km từ tay Ukraine trở lại. Có nghĩa là gần bằng 1 phần 3, đúng không ạ? Nếu mình coi Ukraine chiếm được 1.000, bây giờ thì cũng không biết là nó là bao nhiêu. Ở hướng khắc cốp, tổn thất có vẻ khá cao trong ngày hôm qua bởi vì là có giao tranh, đúng không ạ? Giao tranh ở cả Vô này, Ukraine phản công ở Vô này, hai bên giao chiến ác lượt ở Hiboke này. Và không có thay đổi gì, tất cả các khu vực còn lại, à, và... Um... Nhìn chung thì chúng ta đã kết thúc cái vùng cái sự nóng bỏng của Khắc Cốp bằng cái việc là Ukraine đang bỏ ngang cái giai đoạn thứ 5 trong cái nỗ lực phản công của mình, đúng không ạ? Và lúc bây giờ chúng ta đang chờ đợi một cái chiến dịch lớn khi ông Shinsuke nhận định đánh vào đây nhưng mà hóa ra là đó là những cái thông tin gọi là dương đông kích tây họ đã di chuyển quân lên để đánh vào khu vực này còn từ đó đến giờ thì cái thành Khắc Cốp này nó bị bỏ hoang phế và với cái việc nếu Ukraine đánh như này mà không thành công họ sẽ từ bỏ. Nếu mà họ từ bỏ thì lại đến lượt Nga. Cứ Nga mà Ukraine mà khoảng 3 ngày không đánh thì Nga thế nào cũng đánh để chiếm một tí để mà khêu gợi. Còn đến khu vực Kupian thì những ngày gần đây chúng ta đã thấy có một cái, cái cái, nét nó quá rõ ràng. Đấy bây giờ quý vị nhìn vào. Mà nếu chúng ta không nhìn vào đây khoảng độ một tháng đi, đúng không ạ? Để cho nó những cái yếu tố chiến thuật nó cao thì chúng ta thấy rằng là đang rất là ất ơ đúng không ạ một cái nơi đánh nhau như kiểu là bế tắc ấy. thì bây giờ người nga đã làm được một cái việc khó khăn nhất đó là họ đã hình thành được một cái gọng kìm bao vây một cái khu vực quan trọng nhất ở hướng này đó là petropalivka à, và đằng sau petropalivka thì là siêu thành phố Kupian. Hôm kia mỗi ngày thì Nga tiến một mũi đúng không ạ đến ngày hôm qua thì họ tiến hôm Hôm kia họ tiến ở phía Tây Bắc, hôm qua họ tiến phía Tây Nam. Đấy, thì cái câu chuyện chúng ta thấy là họ đang tiến dần tới uh, sát bờ sông thôi, ở hướng phía dưới. Và ở đây thì chúng ta cũng đã biết là cái mũi chiến thuật của phía Nga là họ sẽ tạo như thế này rồi, đúng không ạ? Và tất cả những gì họ làm ở cái góc này, góc này, góc này và để hở những thung lũng như này để là những cái việc đấy nó xảy ra đúng không ạ đấy nó sẽ như thế này quý vị ạ để mà cuối cùng nga sẽ tiến tới cái bờ sông rồi xa bờ sông rồi thì họ thích đánh lên hướng trên hay xuống dưới đều được qua sông đánh vào tây cũng được mà qua sông đánh lên đánh xuống cũng đều ục chết đối với ukraine như vậy thì chắc chắn là kể cả có cái gì thay đổi lần này chúng ta có thể mạnh mồm để tuyên bố là trận chiến ác liệt ở dọc bờ sông của năm cái thành trì này, sáu thành trì này sẽ diễn ra rất dữ dội trong thời gian tới. Nga sẽ bằng mọi giá chiếm được cái điểm xem Semenkupké bên kia bờ sông. Mà kể cả họ không chiếm thì họ cũng buộc phải tiến tới nơi. Từ đó họ mới quét sạch cái trận địa Ukraine và đánh theo dọc bờ sông Osko lên và xuống. Và bản thân nó thì cũng nào gọng kìm phía nam của toàn cái cánh lớn ở đây, đúng không ạ? À, ở trên xin hôm qua chúng ta có một mũi rất là to à, bây giờ thì không biết đến đâu nhiều người nói rằng là đã tiến hẳn vào trong thông tin Petro đấy nó to như thế này à, đấy là cái kịch bản mà loại đại khái nó nó hoành tráng nhất cho phía nga đấy nhiều người thì nói rằng là Ukraine đã phải rút toàn bộ ra khỏi cánh rừng rút từ trên xuống tít khu vực phía dưới này luôn và phía Nga đã tiến vào những cái khu vực đại khái nó như kiểu là những cái cụm chiến hào công sự đấy. Và đã rằng com Ukraine ngay ở trong cái thị trấn petropavlivka rồi. Còn petropavlivka thì chúng ta cũng biết rằng Ukraine từ khi mà họ đã thất trận ở cái vùng miền đây. Cộng với lại một năm vừa qua khi họ giành được thì họ đã làm một cái pháo đài biến cái này thành một cái pháo đài khổng lồ. Và bây giờ thì phía Nga đang khép vòng vây cánh cung xung quanh pháo đài này. Đúng không ạ? Và những ngày sắp tới chúng ta sẽ thấy đồng loạt phía Nga sẽ đồng khởi ở đây để mà khép vòng vây theo hình cánh cung bao vây Petrobalivka. Và Petrobalivka sau khi Nga tiến đây chúng ta sẽ thấy những cái đại pháo, đại cối của họ bắt đầu mới thi nhau nã vào cái trận địa này để mà nhổ từng cái công sự của phía Ukraine ra. Ngổ hết răng đúng không ạ? Sau đó với chui vào trong hang để bắt cọp. Lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy Nga sẽ tiến từ trên bờ sông này xuống. Vòng vây ở đây sẽ ăn nắn nhỏ dần, nhỏ dần. Tiến ở dưới đây sẽ tiến lên. Đúng không ạ? Ở sẽ đây cũng sẽ tiến lên. Đây sẽ tiến lên. Ở bên đông ép vào. Trên tây bắc, đông bắc. Tiến xuống. Tất nhiên đây là cái mà nó quá là lộ liễu rồi ai cũng biết. Thế nhưng mà cũng rất có khả năng lúc bây giờ Nga sẽ vượt qua sông. Ở những cái điểm nào đó ở đây đấy để mà chưa đánh được hết kupen bên này họ đã có thể bao vây kupen bên kia đồng thời là gọi là tiến thẳng vào khu vực miền tây ở trên kịch bản cũng như vậy họ đã áp sát tới bờ sông nhỏ nhỏ này rồi và họ có thể vượt qua sông thực ra thì nga đã vượt qua một vài lần rồi đúng không ạ và kịch bản cũng sẽ thế như thế họ đánh xuống dưới họ đánh về phía tây và đánh ngược lên phía bắc vào các khu vực khắc cốp vô tràn đấy Thực ra thì Nga cũng chỉ có một kịch bản này để giải quyết được Kupian thôi, bởi vì cái thành này nó lớn lắm, đúng không ạ? Một là nó phải chờ cánh quân của Nga bên sông đi tới áp vào sau lưng, còn hai là phải chủ động vượt sông ở hai hướng trên dưới. Còn nếu mà Nga có đánh được thì cùng lắm họ đánh được bên trái thôi. Bên trái thì không mạnh bằng bên phải bên phải vừa đông hơn mà lại trên cao điểm mà lại gần cái hậu phương rộng lớn cho nên cực khó đánh. Bên trái thì nó có nhiều các cái công, uh, cái, cái 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 khu công nghiệp, um, uh, nhà kho, kho tàng bến bãi. thế Nhưng mà khu đô thị thì nằm nhiều bên trái hơn. Bên phải này uh, cái khu công nghiệp nhiều hơn. Nếu như mà nga có thể đánh được Kupian, đúng không ạ? thì chúng ta nhìn vào từ Kupian, nga sẽ có một siêu thành phố để biến nó thành một trong cái trung tâm hậu cần cực lớn nơi mà Nga đang thiếu ở toàn bộ cái cánh vùng khắc cốp xuống phía dưới. Chúng ta có thể nhìn thấy ở đây. Từ đây thì Nga có thể dễ dàng luồn lên cái đường này kết hợp với những cánh quân bên này để mà tấn công vào cái trận địa Vô Đúng không ạ? Hỗ trợ với cánh Vô Trong lúc đấy Vô Chan sẽ đánh xuống từ nhiều hướng. Có nghĩa là nó sẽ có một cái sự đồng khởi ở hướng này để giải quyết toàn bộ cái trận địa ở phía bên này. Thông đường cho Nga từ hướng Stavrop lên cái khu vực Vô Chan, Sebekino, rút ngắn hậu cần xuống À, vòng gọi là một nửa so với việc đi đường vòng đúng không ạ đấy đồng thời là một cái trung tâm hậu cần trung tâm phát động các bàn đạp tấn công vào các quận nằm dọc theo khu vực này Sędeckie Obalalaika, chuhui và Kharkov đấy như vậy là hướng tây cũng chết còn xuống phía dưới thì toàn cũng là những cái nơi quan trọng như là đâu nhỉ Borova này à, Izium đặc biệt là Izium và Izium thì cũng là cái phía bắc của Slovenia, đúng không ạ cho nên là cái kịch bản nga đánh vào Kupian bây giờ nó nét thậm chí nó nét hơn cả cái khu vực này khu vực này có khi là sẽ chờ nga đánh xong khu vực trên bắt đầu xuống đúng không ạ khi Nga tiến quân từ trên xuống tới Izium thì các cánh quân của họ sẽ men theo bờ sông bên trái tiến theo, bên phải tiến theo và từ hướng đông cũng đánh ra, đúng không ạ? Tạo ra một cái gọi là một cái 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 hiệu ứng cộng hưởng các cánh quân. Đấy, có thể nói nếu mà nói về chiến thuật tôi nghĩ đây là một chiến thuật tuyệt vời nhất với Nga, mặc dù nó rất là dài hơi và nó vang nó, nó nó đại khái nó nó phức tạp đúng không ạ? Nhưng mà không đi theo cái chiến thuật như chiến lược như thế này thì thực sự là phía Nga đánh nó sẽ rất là rủi ro. Đấy là lý do mà chúng ta thấy rằng Tổng thống Nga Putin nói rằng quân của ông đã đổ ở phía Bắc và phía Đông Bắc của Khắc Cốp rồi nhưng mà ông không có định, định đánh chiếm Khắc Cốp ngày hôm nay. Đúng không ạ? Thì cái mà Yếu nói là không phải ngày hôm nay, ngày mai thì ngày mai nó chính nằm ở khu vực này. Như vậy là chúng ta đi qua khu vực này với một trong những tổn thất lớn, rất lớn, gần như là lớn top 10 của vùng Kupian với uh, Kupian Liman với gần 600 đúng không ạ? Đến chiến trường Sivic thì chúng ta đã có thêm một cái mũi tấn công khá là hay. Điều này thì cho thấy rằng là phía Nga cũng không phải là có một cái gì ghê gớm đau to búa lớn mà cơ bản là họ đã thấy cái cánh quân của lữ đoàn số 12 rút khỏi nơi này để về Donetsk ứng cứu cho thành New York. Đấy cho nên là phía Nga đã có một cái vụ tấn công ở phía bên phía bắc của Bihorodivka để tái chiếm lại cái đoạn mà quân azov đã chiếm của họ uh, mấy hôm trước thì tất nhiên là chiếm lại để mà kéo quân ukraine trở lại nhưng mà cũng có khả năng đúng không ạ chúng ta cũng biết rằng là cái sivec này nó sẽ được giải quyết rất dễ bằng việc cái cánh rừng này à, thì cũng có khả năng nga cũng đang có những cái ý đồ Uh, tất cả những cái uh, chiến dịch này của nga nó có quá nhiều cách đánh cho nên là chúng ta không thể cố định biết được là họ sẽ dùng cách nào đúng không ạ cách dùng một cái mũi uh, đột kích qua um, Veno Kamianska để đánh thẳng tới gọi là Trường An đúng không ạ cũng chết nhưng mà rất tất nhiên là nó rất là khó cách đánh bao vây từ hướng phía dưới tạo gọng kìm để tiến dần lên nói chung là cũng chết nhưng mà nó lâu Đấy Cách đánh ở đây thì có thể nói là nó rất là hiệu quả hay nhưng mà nó cực kỳ khó và Nga đã gọi là hứng nhiều cái tổn thất ở đây rồi. Cách mà nó dễ nhất ấy, nó vượt qua cánh rừng Kremina để áp xuống phía dưới của, ở phía bắc của Sivac. Là nghe nó sướng nhất đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng Ukraine cũng phòng thủ rất tốt ở trong rừng và có rất nhiều đầm lầy, pháo đài, công sự vân vân cho nên đã sẽ không dễ gì thế nhưng mà cái việc nga có thể bao vây từ nhiều hướng cũng sẽ cho ukraine sẽ bị bấn loạn hơn ở cái góc này chúng ta sẽ chờ xem là họ sẽ làm gì với cái việc đấy nếu họ quét dọc theo bờ sông mà tiến từ trên xuống thì cũng không loại trừ khả năng nga sẽ muốn đánh nhanh bằng cách là chiếm khu vực Crimea. Khu vực này thì lúc nào đánh được nó cũng đều rất là trọng yếu bởi vì như chúng ta đã phân tích cái chuỗi phòng thủ Sivak đúng không ạ, Liman, Slovian, Izium đấy đó là những cái chuỗi phòng thủ rất quan trọng cho nên nếu Nga mà vượt qua được cái khu vực này để làm lọt thỏm ở đây rồi thì chúng ta sẽ gặp một cái trường hợp của họ là họ sẽ ngồi rất nhiều ăn rất nhiều mâm đúng không ạ đó là một cái mà Ukraine rất là khiếp đối với lại cái kiểu chiến thuật này của Nga Bây giờ thì phía Nga cũng đang tích cực đánh ở cái khu vực này. Như vậy thì nếu như mà Ukraine mà chỉ cần sảnh chân sảnh tay thôi thì Nga ngay lập tức là họ sẽ đảo, đúng không ạ? Họ sẽ đảo chiến thuật để mà tập trung vào cái khu vực mà họ có những cái thành hậu cần cực lớn là Soleda, Bakhmut và Severodonetsk này. Đấy, để mà bơm quân ra tấn công vào cái vùng trọng yếu này của Ukraine. Mà nếu như trong trường hợp Kupian của Nga mà không thông được ấy, thì họ sẽ đi đường dưới này thì cũng chết quý vị ạ. Đấy cho nên là chúng ta thấy đường dưới từ Ethereum lên mà bị bóc thì cũng bóc ngược lên trên khá dễ luôn. Và đặc biệt là nó uy hiếp vào những thành Slovian, Kramatos đúng không ạ? Khiến cho quân Ukraine ở đây nếu Nga vào đây thì không biết chỗ nào mà đỡ nữa. Toàn những cái nơi rất là trọng yếu không biết đâu đỡ đúng không ạ? Thậm chí là tiến thẳng vào bờ sông bằng cái một cái đường rất là rộng thênh thang mà chả có cái gì trên đường. Với cái thế trận này thì không gì là không thể quý vị ạ. Cho nên là mình có thể mình chém gió được. Chứ ngày xưa mình chém đến đấy thì mình sẽ thấy xấu hổ. Đúng không ạ? Bởi vì là như kiểu tính cua trong lỗ. Nhưng bây giờ thì chưa biết được. Còn ở khu vực Cha Gia, chúng ta chứng kiến xung quanh trận Bắc tổn thất 800. Một trong những cái mức top 3, top 4 gì đấy. Đúng không ạ? À, thì những giao tranh rất ác liệt diễn ra từ thành Hiroripka. Khi Nga, thân Nga họ nói rằng Nga đã chiếm được khu vực này. Rồi Ukraine đã vượt uh, để cho nga vượt qua sông, đánh chiếm mở rộng trận địa ở bên này bờ sông, đúng không ạ? Rồi ở khu vực giữa vẫn giao tranh ác liệt và ở khu vực phía dưới, quý vị có thể nhìn thế này. Đâu rồi? Mất rồi. Vâng, đây đây. À không, chỗ này tôi hơi nhầm quý vị, thông cảm. Đây, chỗ này là chỗ mà hôm qua chúng ta đã nói rằng là nga có bước tiến ở đây nhưng không biết ở đâu, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta đã lộ diện ra. Đây là bản đồ trước khi nga tiến quân ngày hôm qua này đâu, chúng tận đây chứ. Vâng, nó cứ nhầm thế nào ấy. Đây nó xuống tận đây. Đúng không ạ? Đấy hôm qua nó như thế này này. Đấy. Thì hôm nay uh, Nga đã tiến ra cái khu vực ở giữa này. Đây là nơi khó nhất quý vị ạ, bởi vì tại sao nó cái mép bờ sông này nó là một cái dải rừng nằm trên cái ngọn đồi. Và đằng sau nó là một cái dòng kênh đúng không ạ? À, ở trước nó là thấp điểm. Bên kia cũng là thấp, dưới cũng là thấp nhưng mà ở trong rừng. Nhìn chung nó là một cái nơi thủ rất là tốt Đặc biệt là nó có thể kháng cự những cái đợt tấn công xung kích bằng các loại thiết giáp cực kỳ hiệu quả gần như là gọi là 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 khắc tinh luôn thế nhưng mà họ đã bị phía nga chiếm cái này rồi chiếm cái này thì những cái gì chúng ta nói nó đã trở thành hiện thực có nghĩa rằng là bây giờ nếu chúng ta để ý cha giúp ra là trung tâm của hướng tấn công đúng không à, ạ thì chúng ta thấy nga đã tiến tới khoảng cách khoảng độ đã vào rồi đã vào thành rồi chỉ còn cách trung tâm thôi đúng không à, ạ cách cái lô trung tâm này thôi Đấy thì đây cũng là một cái đã rất nguy hiểm rồi, nhưng mà bây giờ cánh trên này, cánh chiến thuật trên thì cũng đã cũng dã rất sát rồi và tiếp xúc vào cái cao điểm phía bắc bảo vệ. Cánh phía xa thì một cái thành mà chúng ta nói nhiều ở đây thì bây giờ có vẻ như cũng đã không thể giữ được nữa rồi, đúng không ạ? Đã thất thủ rồi, còn không biết là Nga sẽ dọn dẹp như thế nào thôi. Thì chúng ta thấy là ở hướng trên Ukraine đã bị nga xâm nhập ở khu vực trung tâm, khu vực uh, phía tay phải ngắn rồi tay phía xa, đúng không ạ? Đấy, chúng ta nhìn thấy cả ba hướng của họ đang bị xâm nhập hoặc là chuẩn bị xâm nhập vào hướng bên kia. Ở khu vực dưới thì bây giờ chúng ta biết rằng là phía nga cũng có một vài cái đội quân trinh sát của họ nằm trong rừng ở phía bên này. Thì chúng ta thấy rằng là cái cánh này của họ cũng gần như cũng đã bị bắt đầu bị xâm nhập. Mà nếu như mà với biết tấn công ngày hôm nay của nga như thế này nữa thì chúng ta cũng thấy tình trạng cũng giống như bên trên. Có nghĩa là cái năm hướng đúng không ạ? Đấy, từ nhỏ à, cho đến vừa cho đến to đều bị phía Nga à, có những cái động thái, một là vượt qua bờ sông, hai là đánh bật Ukraine khỏi những cái mố sát bờ sông rồi và tạo điều kiện cho Ukraine, Nga có thể à, vượt qua bờ sông trên quy mô lớn và tấn công nhiều hướng để bao vây cha Sốp gia. Thế thì không biết chừng, không biết chừng là à, nếu như mà bây giờ kể từ ngày hôm nay thì tôi có thể nói rằng là Nga hoàn toàn có thể biến cha trở thành một cái chiến trường trọng tâm. Đấy, nó cái tầm quan trọng của nó bây giờ ấy, nếu mà nói về tình cấp tiết ấy, đối với Ukraine thì nó chả kém gì các vùng như là Porok và vùng uleda Đúng không, quý vị, và vùng Torres nữa. Như vậy đến thời điểm này chúng ta có 5, 5 cái chiến trường. Thứ nhất là Kupian, thứ hai là cái này, thứ ba là Torres, thứ tư là Porok và thứ năm là uleda đúng không quý vị và thậm chí là giữa Uleda và Porok bây giờ đang cũng đang toang đấy thì cái này bây giờ quý vị cứ tưởng tượng tại sao nó gấp bởi vì cái thành tra ship ra này là bên trái bờ sông hoàn toàn trên cao điểm và có các cái ngọn đồi ở các bên này và nó là đằng sau nó là thành con đúng không ạ thành siêu to khổng lồ to hơn cả Kupian nữa vậy thì nếu như mà Ukraine để mất thất thủ cái thành này có đường tàu từ Bakhmut chạy ra này có các đường quốc lộ chạy này rồi đằng ngay đằng sau nó là như thế này và cao điểm như thế này thì có nghĩa là nga sẽ mang tất cả những cái gì lên cái ngọn đồi này để mà chút vào Konstantinivka. rồi hướng thẳng vào Derjukiba, uh, Kramatot, Slovian, đúng không ạ. Đấy có nghĩa là ở đây nó cực kỳ là 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 khẩn cấp. Còn nếu mà Nga chưa vượt qua đầu bờ sông thì mình chúng thấy là nó không có khẩn cấp lắm. Thế nhưng mà bây giờ ấy, thì tuy là họ chưa hoàn toàn vượt qua được hết các bờ sông. Thế nhưng mà chúng ta nhìn thấy nó không còn bao xa nữa. Đúng không ạ? Bởi vì mặt trận nó quá dài. Mặt trận dài như thế này thì Ukraine làm sao biết đường mà chọn được điểm nào, Nga đánh ở điểm nào từ đây xuống đây đến đây xuống tít khu vực dưới này. Còn ở khu vực phía dưới thì cái chỗ quan trọng nhất sườn giết họ đã chặn rồi. Đúng không ạ? Và đây là nơi mà Nga có thể vượt qua dễ dàng nhất này. Đấy, cái thung lũng này trong tay Nga thì như vậy ở đây là này họ đã qua rồi nếu đúng ra hôm qua họ đã qua rồi Ê, như vậy là tình huống vâng quá nhanh đúng không ạ chỉ nói rằng là họ không kèn không chống nhưng mà họ đưa những trận địa nguy hiểm ở ukraine vào một trạng thái bị nguy kịch cực kỳ là nhanh luôn đấy cái đấy là một cái rất nguy hiểm của phía nga chứ còn ukraine khi đánh họ hay rêu dao đúng không ạ nhưng mà người nga họ rất âm thầm cái này cũng thế torek bây giờ chúng ta thấy này không, nó nguy hiểm hơn cả cha sốt ra chẳng qua là nó to thôi đúng không ạ thì bây giờ cũng đã chọc đến trung tâm rồi đấy hai cái chiến trường này cùng lúc nếu mà nếu mà nói về chiến thuật nhé mà bây giờ nga chỉ cần kích hoạt chiến trận ở đây và ở đây nữa thôi thì có thể nói họ sẽ đánh vào cha họ đánh vào phía lọt thỏm giữa cha và vùng torek này cực kỳ dễ dàng phải nói nếu đúng vào cái hoàn cảnh bây giờ nếu nga chỉ cần đánh ở đây thôi chứ chưa cần phải tiến được đúng không ạ thì họ sẽ làm trận địa chỉ trong một cái lòng chảo bé tí này nó lên có một hai ba bốn năm sáu mũi đều là mũi rất là quan trọng đúng không ạ mà mũi này ở đây thì nó cắt cả cái đường này về con Sinimka và Porok nữa trong khi đấy Sivex thì đang có lửa còn Porok thì không phải lửa nữa mà là thuộc loại gọi là 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 hỏa hoạn đúng không ạ như vậy là căng đấy quý vị nếu mà không có cái cớt với khắc cốp ấy, thì còn có thể cầm cự được nhưng mà bây giờ có khắc cốp đã mệt bây giờ lại còn đẻ ra cái ông cớt nữa và như này chúng ta thấy rằng cái tổn thất 800 đúng không ạ? Nó là một cái mà tất nhiên nó có cái sự làm màu nhưng mà nó cũng không phải là hoàn toàn là nó không có căn cứ đâu quý vị ạ. Từ trên đây xuống tới vùng Torex đúng không ạ? Đánh nhau trên quy mô lớn như vậy, chiến trường mà nó, nó lồi lõm như thế này. Và phía Ukraine đang bị nằm phơi mình ra đúng không ạ? Ướn nẹo ra như này để cho Nga tiếp cận vào từ điểm nhạy cảm thì tổn thất như này là nó rất cao đấy. Chỉ riêng cái uh, hoạt động mà chiến thuật pháo phiếc UAV từ căn cứ này, Nga có thể xuất kích đi đánh đồng loạt các nơi này của Ukraine thì chúng ta thấy là nó cũng là một cái tiềm năng tổn thất đến mức độ như thế nào, đúng không ạ? Cho nên phải nói là cuộc chiến này, một trong những cái giai đoạn sự kiện thay đổi cuộc chiến nó chính là cái trận Bakhmut, thực sự. Và Nga đã quá chiến lược khi mà họ đã quyết định tấn công Bakhmut, đúng không ạ? Phải nói thực sự là quá tài tình. À, có những thứ mà mình phải nhìn là từ tương lai ngược trở lại quá khứ mình mới cảm nhận được là cái giá trị của nó như thế nào còn uh, bằng tất nhiên là chúng ta là người uh, ngoài cuộc mà cho nên mình không thể biết được ý đồ đúng không ạ nhưng mà cách uh, gọi là hành quân đánh chiếm của nga để cho gọi là những cái người trong nghề rất nhiều suy nghĩ đọc cái việc nha quý vị nhá đọc mỗi cái việc là nga đang đánh ác ở miền đông ukraine không đỡ được mà mấy ông đại tướng mới lại tướng tá gì đấy xui đẻo ở ukraine và đưa ra cái kế hoạch vùng cớt đúng không ạ thế mà cái vùng cớt xong thì tưởng là nó thay đổi được chiến cuộc mà không những ở đấy bây giờ nó lại thành gánh nặng mà các vùng miền đông này nó còn mất nhiều hơn thì điều đấy cho thấy rằng là cái khả năng đánh đấm của nato nó rất là dớ dẫn, đúng quý vị nó làm cho chúng ta đọc ngay ra ăn cơm khoai mà đọc vị trận đấu nato thì như vậy đấy là lý do mà chúng ta thấy rằng NATO không bao giờ dám đánh nhau với nga trên mặt đất cả trên bầu trời trên biển họ cũng chẳng dám đánh họ cũng chỉ có thông qua cái thế lực ủy nhiệm của mình thôi đúng không ạ cho nên nhiều quý vị bảo là NATO vào để đánh nhau với nga họ không dám vào đâu họ sẽ vào dưới hình thức mà có thể hy sinh được đúng không ạ gọi là biệt đội đánh thuê expendable đấy và ukraine bây giờ đang là chính là một cái biệt đội đội đánh thuê của họ nếu mà quý vị chúng ta nhìn vào bản chất mà xem đúng không ạ nhờ vào cái địa hình cái vị trí địa lý và cái quá trình lịch sử địa chính trị của ukraine thì thực sự bây giờ cho dù ukraine có nghĩ đi nào đi chăng nữa nhưng mà ở cái góc nhìn của nato thì ukraine chính là một cái lực lượng đánh thuê bởi vì người ta đã trả lương cho ukraine để đánh mà người ta đã bơm vũ khí cho ukraine để đánh mà đúng không ạ cho nên là và người ta bơm tinh thần nữa đúng không ạ ma túy tinh thần Vâng, vùng Torex thì không có gì nhưng mà diễn biến cuối thì chúng ta đã biết là trong sáng ngày hôm qua phía Nga đã tái chiếm lại hết cây nhà máy ở vùng New York đúng không ạ và toàn bộ khu vực này đồng thời là tiến sát tới khu vực Lipip Lipka còn ở khu vực trung tâm thì không có gì thật còn khu vực phía trái thì cũng sáng ngày hôm qua phía Nga đã chiếm một đoạn rất quan trọng ở phía dưới của cái gọng kìm tiến sâu vào khu vực trung tâm ở đây thì người Ukraine Nga có một cái nhiệm vụ là họ đánh nhưng mà không để cho Ukraine biết là nó lâm nguy Đấy, đúng ạ? Cho nên là chúng ta thấy rằng họ tiến rất nhiều nhưng mà họ không có nói nhiều. Tất cả mọi thứ chỉ nói nhiều ở cái vùng Porok thôi. Còn tất cả các vùng khác cứ âm thầm mà quất. Porok và vùng Kurs như quý vị nhá là hai nơi mà Nga nói. Thế còn những nơi khác thì họ trả vờ như là quân của họ trả tiến được tí nào. Rất là hợp với lại Ukraine, đúng ạ? Đấy, nhưng mà nhìn vào bản đồ chúng ta thấy là mọi chuyện nó đã rất là khác. Và chúng ta qua vùng Bakhmut với tổn thất trên dưới 800, rất lớn, đúng ạ? còn ở cái khu vực này thì chưa có cập nhật gì ở hướng phía chính và hướng phía tây bắc đó là từ Horipka cho tới Suziaklisipka và Novohoripka. tôi vẫn chưa nghe thấy những cái thông điệp phản công của Ukraine bởi vì đọc báo cáo hàng ngày ấy, thì đầu tiên bao giờ tôi cũng đọc cái thông tin đến từ Ukraine thì quý vị có thể hình dung như thế này họ nói như thế này này tôi đọc nhanh nhé họ bọn chúng đã tiến 1 km ở Ukraina, Ukraina là cái thành à đây này quý vị này, đấy. chưa bao giờ à, Ukraina cái báo cáo nhanh này họ nói về Nga tiến 100 1 mẹ km cả, chỉ có 100 m, 200 m cùng lắm là 300 m thôi. Đấy, 1 km Ukraina 500 m ở quận Ukraina, 300 m ở Himna, à, Hibnip, à Hibnipka, tức là thành phía dưới. 400 m ở Zelany, đây. 200m ở Manipka, à, Manip, à, Marinka, vâng, ở dưới này. À, 600m ở Gotsko, đây, Hotche đây. Và 200m ở Masini 200m ở đây. À, 200m ở Hirorika, tức là trên vùng Bắc Mút mà nãy đấy. Rồi, à, quân của chúng ta đang bị bọn chúng vắt kiệt ra khỏi các uh, thị trấn đặc biệt là thị trấn quan trọng Ukraina, tức là cái thị trấn này. Kẻ địch đã tung ra các cây lượt tấn công mới ở các hướng Kurakove để mà khép chặt vòng vây xung quanh cái miệng hố Nevensky cũng như là cắt đường về ở hướng Hinipka và Ukraina, à, cũng như đường hậu cần của chúng ta chừng đó. Không hiểu vì sao mà bọn cặn bã lại có thể tụ tập quân của họ ở hướng Marinka và các khu vực khác không có gì thay đổi. Đấy, như vậy là ông ấy nói về việc là không hiểu Nga ở trên trời rơi xuống nào mà lại tụ tập quân được ở cái hướng này để mà làm một cú chọc tới Hostia, đúng không ạ? Như vậy là tình hình thì chúng ta có thể thấy những cái thay đổi lớn nhất thì nó vẫn là việc Nga đang mở rộng cái um, trận địa của họ xung quanh Ukraine. Họ đang có một cái sự tập trung rất cao đó là một trong những cái tố chất của phía nga đúng không ạ họ không đánh đấm thì họ chỉ tập trung vào những cái điều quan trọng nhất thôi thì bản đồ này nó không có cái gì thay đổi so với ngày hôm qua nó chỉ xác định là những điều mà chúng ta nói mà thôi đúng không ạ thì bây giờ với thế trận như này thì theo nhiều nguồn tin là Ukraine còn là những cánh quân đang vừa đánh vừa tìm cách để rút khỏi cái cao điểm này. Đấy, và một vài vị trí ở dưới nhà máy và phía Nam. Còn phía Nga thì đang nã đạn ác liệt và bom ác liệt vào đây. Như vậy thì nhìn cái thế trận nó cô đọc như thế này và nó thế bí như thế này rồi thì tôi đoán rằng là cũng chỉ trong ngày hôm nay đúng không ạ? Khả năng ngày hôm nay thì Ukraine sẽ rút hoàn toàn. Vâng, phải nói là cái thành này nó rất là khó đánh, ấy. nó rất là dày đặc và nó có một cái cao điểm quá khủng khiếp. Cũng nhờ cao điểm này thì Ukraine mới thủ được 3 ngày. Chứ thực ra nếu không có cao điểm này chúng ta đã biết ngày đầu Nga đã chiếm được gần như là gần hết rồi. Đúng không ạ? Ukraine cũng rút ra hết khỏi khu vực cao tầng chỉ còn lại cái nhà máy thôi nhưng mà đây là bản đồ nó khá là bảo thủ có nghĩa rằng là nó không nói được đúng còn bây giờ thì chúng ta chưa biết đến đâu à, nếu đúng ra thì có khả năng Ukraine đã không còn ở trong đây và thậm chí Nga đã tiến tới để chiếm khu vực này và áp sát tới cái đường rút duy nhất này rồi đúng không ạ Ukraine chỉ còn một cái đường hẹp nào đó nữa thôi thì bây giờ nga đang cố gắng để giải quyết cái khu vực này tôi nghĩ đây là một trong những tập trung nó rất là quan trọng bởi vì tại sao bởi vì sau cái này xong ấy thì chúng ta sẽ thấy cái uh, cái diễn biến ở đây nó sẽ bùng nổ đúng không ạ trong một cái giai đoạn mới đó là phía nga có rất nhiều điểm để tấn công vào các cái khu vực mà đang còn giang dở rất khó như là Syria ở hướng phía nam Hinnick ở phía phương bắc và đặc biệt là cái hướng cứ chọc thẳng xuống khu vực phía tây nam này, đúng đó. Để hướng tới cái cái Konstantinopka và cái điểm đầu cầu của ở cái điểm đầu của cái bờ hồ đấy của Kurekov -Ku và đặc biệt là nếu như nga đánh vào Hinnick này thì chúng ta biết rằng nó là trung tâm của toàn cái khu vực này. Nếu nga dọa từ hướng bắc, bây giờ họ đã khoét được đâu đó đến đây rồi và thành này mất rồi rồi bên này Ukraine đang phải rút về tức là quân Nga đang tiến tới khu vực Sườn Đông thì chúng ta sẽ thấy xứng kiến cho một cái sự giao chiến hỗn loạn ở khu vực này đúng không ạ đấy tức là những điều mà chúng ta không thể đoán trước được có nghĩa là rất ác liệt và đặc biệt là bây giờ Nga cũng chiếm hết cái khu vực phía bên dưới này rồi và đang giao tranh dữ dội chuẩn bị ép sát và Oleksandr có nghĩa là cái cửa ngõ nữa đúng không ạ chúng ta có mấy cửa ngõ một là hai này ba này Đấy, và nếu như Nga chiếm được Ukraine này nữa thì sẽ thêm cái cửa ngõ này nữa. Ukraine chỉ còn lại một hai cái cửa hẹp, thậm chí là một cửa thôi. Để đi về hướng Kurakove, à, hướng bờ hồ. Đấy, chỉ còn một cái nơi đó thôi. Cho nên là trận đấu ở đây sẽ rất là thú vị trong thời gian tới. Tuy nhiên là chỗ này nó rất là khó để tấn công. Đúng không ạ? Sông ngòi chẳng chịt cao điểm mà Nga có đánh được vào Hostje này thì họ cũng không thể chiếm được thành này quá nhanh. Và chiếm được rồi mà đánh thêm được ở đây cũng không phải là dễ. Đúng không ạ? Nó cứ chẳng chịt. Nhìn tôi đã thấy nó ngứa mắt rồi chứ chưa, chưa nói gì đến đánh. Tức là một cái sự phong thủy vào mình thấy nó bí bí đấy quý vị. Thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ thấy rằng là nó là khó đấy. Thực ra nếu trong lúc mà Ukraine mạnh ấy, mà họ xây dựng được một cái cụm phòng thủy uh, phòng thủ như thế này ở đây ấy, thì có thể nói là thách kẹo Nga cũng không thể qua được. Thực sự là như vậy luôn đấy quý vị. Tức là mình nói ở cái trạng thái tương đối nhé quý vị nhé. Nếu mà Ukraine có một trận địa hình bán nguyệt ở đây mà vào cái lúc mà họ không có bị uh, gọi là rối loạn chiến trường ấy thì đây là một nơi mà gần như nó là gọi là bất khả xuyên thủ luôn xuyên thủ chỉ có mấy đường nga có thể tiếp cận đó là cái hướng này một hướng hai hướng đúng không ạ ba hướng và đều bị sông ngòi nó xé nhỏ ra nó xé nhỏ và nó chặn đường cho nên là nó là ác mộng để mà có thể vừa đổ bộ qua sông vừa đi lượn lách để mà sắp xếp đội hình tấn công vào cực khó bắt buộc phải luồn qua đằng sau vâng à, như vậy là ở đây thì uh, trong một ngày cuối tuần đúng không? chúng ta không nắm được những cái thông tin nhưng mà tôi tin chắc rằng là đang có những cái sự nỗ lực của hai bên liên quan đến việc này còn lại thì cái sự sổ đổi đã tiếp tục vẫn đang diễn ra ở okay ukraine uh, còn ở khu vực bên dưới thì chúng ta chưa biết là chuyện gì đang xảy ra trên hoste uh, những kịch bản chúng ta đã nói rồi còn cái uh, điều ít nhất thì tôi nghĩ rằng nga đang chiếm một nửa cái thành hoste mặc dù nó nhỏ thôi nhưng nó rất là quan trọng Đúng không ạ còn quân của họ đã đang men theo cái khu vực này để tiến tới các cái khu vực hậu phương của Hoste luôn, à, khu vực phó đài phòng thủ ở đây này, khu vực nhà tù này, giáp danh bờ sông để kết nối với trận địa phía bắc này, đúng không ạ, tức là cái khu vực phó đài bên này đấy, và cánh quân của nga đã có thể đã kết nối với trận địa của họ ở hướng Masini đấy đâu đó là như thế này. Nhìn chung thì cả trên hướng Adipka và uh, Porok và cái hướng uh, Krasnoyarsk này ấy, thì phía Nga đã vượt qua một chặng đường rất dài, rất dễ. Để bây giờ họ đã đến những cái nơi hang ổ rất khó của Ukraine. Đúng không ạ? Đấy là về bản chất tự nhiên nó là như vậy. Nga thì đang ở thế khá là tuyết lan nhưng mà Ukraine thì cũng khá là chủ động chứ không phải là họ rút hỗn loạn đâu. Ví dụ như ở đây nhé, thì chúng ta thấy là nga đem nhiều quân vào đây đánh nhưng mà không phải là vào dễ chiếm bởi vì là ukraine đã di chuyển một cái lực lượng quân lớn của họ ở cái tuyến phòng thủ này và phía dưới này để mà họ kéo về đây để lập tuyến phòng thủ ở chỗ này, đúng không ạ? Đấy kết hợp với lại phía dưới maximilika và họ sẽ lập phòng thủ ở đây. Quân của họ về đây thì họ sẽ lập phòng thủ ở cái nơi mà tôi vừa vẽ quý vị ấy. Đấy có nghĩa là nó sẽ có một cái trận địa nào đó ở xung quanh này một hai lớp cho à, nên là phía nga chắc chắn là sẽ gặp cái sự kháng cự về mặt địa lý này à, và đặc biệt là về mặt nguồn lực ukraine đã rút một cách có tổ chức về thì điều đấy có nghĩa là nguồn lực của họ về họ sẽ thủ rất mạnh ở hướng này chứ còn họ sẽ không có rút thẳng về đây để chạy về kurekov đúng không? hay là chạy về porok ở đâu mà chắc chắn là là cái cách ukraine thời gian gần đây là họ hay rút về vị trí quan trọng đấy là vòng thủ tốt đấy Vâng và như vậy thì phía Nga vẫn tiếp tục tiến được cả ở hướng trên đúng là hướng uh, Maximinka tuy là không nhiều còn toàn hướng phía dưới thì chủ yếu là những cái hoạt động tấn công chiến thuật dữ dội đặc biệt là khu vực xung quanh Vodiane thì cũng có khả năng thời điểm này chúng ta sẽ chuẩn bị hoặc là họ đã đánh rồi nếu như mà nga không thể xuyên thủng được khu vực này một cách dễ dàng thì họ sẽ quay sang thiết lập một cái trận địa vòng cung để uh, uh, hỏa lực để mà uh, từ cái uh, những thành phố lớn adipka porok marinka nguồn cung hỏa lực của họ đến đây để mà cày nát cái chiến tuyến này trong vòng khoảng một tháng đúng không ạ hoặc là ít hơn hoặc lâu hơn tùy đấy rồi lúc đấy nga sẽ tập trung tấn công nhiều sau khi họ đánh ukraine rồi họ sẽ hướng tấn công của mình lên cdv và chiếm được sông solidov thì nga sẽ mở rộng cái điểm đầu cầu và đằng sau lưng của cái tuyến này đúng không ạ đánh từ trên xuống à, như vậy là chúng ta sẽ thấy một cái sự tập trung lớn ở đây nếu trong trường hợp nga không đánh được khu vực này và thứ hai nữa đương nhiên rồi là sẽ một cái sự tập trung còn lớn hơn nữa ở cái khu vực uleda à, nếu không ở khu vực chính thì là cái gọng kìm ở đây ép sát Kurakove và bờ hồ và mở cái gọng kìm dưới đây để sau này cũng đánh từ hướng phía dưới lên trên đúng không ạ có nghĩa là cái những cái bài đánh của cái cánh quân này nó rất là là truyền thống thôi nếu như mà gặp một cái sự kháng cự ác liệt đây không thể xuyên thủng thì họ sẽ đằng trước thì uh, gọi là uh, gọi là áp sát đúng không ạ trà đạp um, hỏa lực thì có thể nói là cày nát đấy còn gọng kim thì tấn công đấy là một những cái phương pháp mà nó rất là cổ truyền của phía nga không có gì là độc đáo không có gì là xuất uh, gọi mình gọi là 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 thiên tài trong cái việc này và lúc bấy giờ thì cái hướng bên này, đúng không ạ? Cái hướng bên này là một cái hướng rất to mà nó luồn đằng sau lưng ấy. Nó cũng sẽ bắt đầu xuất kích. Tôi nghĩ rằng là hướng này bây giờ mà bắt đầu này nó quá đẹp đấy quý vị ạ. Đúng không ạ? Nếu như mà Nga giải quyết được cái khu vực nào đó như thế này thì chúng ta thấy rằng vô hình dung, đúng không ạ? Nó sẽ ép sát cái khu vực này vào đến đây rồi. Tất nhiên thì mình cũng là tính cua trong lỗ. Nhưng mà ý nói rằng là Nga đang có cái rất nhiều đà, rất nhiều thuận lợi để làm cái này. Đúng không ạ? Đây là họ đang đánh ở đây là quý vị nhìn lên. nếu mà Nga đánh ở đây Ukraine không thể cưỡng lại được cái hướng tấn công này của phía Nga. Bên này thì cũng đã rất thuận lợi rồi, đúng không ạ? Cũng có cái gì để ngăn cản đâu, chỉ là có nguồn lực để đánh hay không thôi. Rất thuận lợi, Uleda đã bị làm thúc thủ ở đây rồi, không thể phản công được nữa. Đấy, còn lại thì nếu mà Nga mắc kẹt ở đây thì họ sẽ mở hướng trên như vậy là sẽ có ba gọng kìm hướng vào cái khu vực trung tâm này từ ba hướng, đúng không ạ? 1 2 3 À, tại sao chúng ta có thể nhìn thấy thế bởi vì bản thân bây giờ ấy thì cái này nó trở thành một cái lòng chảo tự nhiên rồi này. này. Đấy, và mất thành celidobe nữa thì quý vị thấy là một cái lòng chảo nó nét này nẹt luôn. Nếu mà mất cái celidove này nữa này. Đấy. Đúng không ạ? Thì như này nó rất dễ để cho người ta có thể thao tác tấn công ra từ ba cái hai cái đỉnh và một cái đáy này để tạo ra một cái tam giác bao vây cái trận địa quan trọng ở khu vực vào giữa tuy nhiên mình nói như thế này nói trên cái điều kiện nó bình thường ấy chứ còn thực ra tôi nghĩ rằng phía nga sẽ gặp nhiều dễ dàng hơn bởi vì họ đang đánh rất nhiều nơi mà ban nãy chúng ta nói rồi đúng không ạ hàng nhiều nơi lớn chứ không phải là nhỏ nhiều nơi lớn và rất nhiều nơi trung bình và thỉnh thoảng có rất nhiều nơi nhỏ nữa đấy cho nên là cái đấy mới là cái mà nó sẽ khiến cho những cái diễn biến chúng ta phỏng đoán thậm chí nó sẽ vỡ vụn ngay đúng không ạ nếu như mà chỉ cần một nơi nó bị toang thì nó sẽ dẫn tới những cái sự sụp đổ Vâng và như vậy là cái diễn biến ở cái khu vực dầm dĩ của Vuleda bên cánh phải đã kết thúc cái những cái diễn biến trên chiến sự trong 24 giờ. Toàn bộ khu vực cánh trái chưa có thông tin gì. Còn tôi thì tôi rất mong chờ là cái ý nói là tôi đang tôi đoán rằng là Nga chuẩn bị đúng không ạ? Chuẩn bị hướng cái mũi công của họ lên đây. Tất cả những cái dấu hiệu vừa rồi cho thấy điều đấy. Có thể nói nếu như mà trong trường hợp Ukraine mà còn giữ được Kurakove mà không bị toang thì cái Velika này sẽ quyết định cái số phận của nó quý vị công nhận không ạ đấy chúng ta nhìn xem à, cái này sẽ quyết định nó bằng rất nhiều phương pháp à, bây giờ nga đã đánh được một thành cực khó là Stipka họ có thể tiến vào đây để uy hiếp cái này họ có thể đánh bại buleda tại thời điểm này đúng không ạ à, như cách này đều có thể nói là không phải là một cái điều gì nó xa vời nữa Thế nhưng mà chúng ta biết Velika nó quan trọng và bây giờ Nga đánh được đây rồi và họ tiến sát tới cái thành Zolita này rồi. Và áp sát nó được từ hai mũi rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rằng là với việc là họ đã có những chiến thắng khá tốt ở chỗ này và thế trận của họ đang rất sẵn sàng ở đây thì cái mục tiêu tiếp theo của phía Nga chắc chắn là một cái trục Velika ở đây. À, có nghĩa là họ có thể đạt được những cái thắng lợi uh, để hướng về Velika trong hoàn cảnh này thuận lợi hơn trước rất là nhiều cho nên nếu như mà nga vây đánh ác liệt toàn bộ cái hướng bên tay phải mà không có đánh mang tính chất đánh chiếm mà chỉ có sát phạt thôi để mà giữ ukraine gọi là sát sườn ở khu vực này rồi họ tấn công ở đây đúng không ạ trong cái hướng này thì chúng ta thấy là có rất nhiều cách để họ phá toàn bộ cái thế trận của ukraine đánh lên đây rồi thì Nga có thể tiến thẳng về Andriypka đúng không ạ? Đằng sau của cái trận địa mà Ukraine đang cố giữ hoặc là họ có thể men theo cái con đường này để mà đánh vào cái Kurekov. Đấy mà chúng ta cũng thấy là họ cũng đang tiến quân ở đây này, đang tiến quân ở giữa này, đang tiến quân ở hướng chính này. Đấy, đúng không ạ? Rất là nhiều cách để Nga có thể phá toàn bộ cái thế trận này của Ukraine. Và một trong những cái lá bài cuối cùng mà Nga phải dùng đến đó chính là cái thành Velika ở hướng bên trái. Nhìn xa hơn thì chúng ta sẽ thấy rằng là đây là Porok đúng không ạ? Đây là Porok này và phía Ukraine sẽ để uh, không thể để mất Porok. Hay nói đúng hơn đấy là Nga có chiếm được Porok thì rất có khả năng đó là thành cuối cùng của toàn cái màn hình của chúng ta ở phía bên tay phải. Trước đó họ có thể phải chiếm Torek, họ chiếm được cái ngã tư này, đúng không ạ? Phía dưới thì họ phải chiếm được Voleda, chiếm được Kurakove, chiếm được Velika. Rồi sau đó từ ba điểm này họ tiến tới Andripka. Đấy, Andipka thì nó không to một Porok nhưng mà ý nói nó là nó sẽ mở ra cái hướng quan trọng và cái mũi quyết định của phía Nga lên Porok. Ờ, như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng cái để mà giải quyết toàn bộ cái chiến trường miền đông của phía Nga ấy, ở hướng phía quan trọng nhất mà nóng bỏng nhất này nó chính là cái khu vực này mà cái điểm cuối cùng của nó là thành Andripka đúng không ạ? Sau khi Nga đánh được đây họ hình thành mũi tấn công kết hợp cuối cùng ở đây kết hợp từ bên này nữa là tròn trịa để bao vây Porok ở đấy đánh thì đánh mà không đánh cũng được còn sau này họ bắt đầu hành quân sang hướng bờ sông. Đúng không ạ? Từ đây họ bắt đầu sang hướng bờ sông và chúng ta thấy là có rất nhiều cách để họ hành quân ra hướng bờ sông và thậm chí là mở thêm cái mũi tấn công từ đằng sau lưng và Porok nữa. Đây nó không phải là gọi là mình quá xa vời đâu quý vị nhé. Cái này là nó rất là thực tế đấy. Nga tiến đến đâu theo hướng đông này thì đến đó quân của họ vùng Zaporizhia sẽ tiến theo để mà tạo thành một cái thế trận gọi là cộng hưởng đúng ạ đấy chúng ta cứ để ý rồi nga sẽ đánh cái kiểu như thế này cho mà xem rồi cánh này của họ tiến tới cái vùng này thì chúng ta có thể khẳng định là lúc bấy giờ Porok nó sẽ ra đi đúng ạ và nga chiếm cái này rồi bắt đầu ở phía trên đến lượt phía trên đấy. đây là mình vẽ dựa trên cái điều kiện mà mình cảm nhận rằng nga họ có một cái nguồn lực để làm việc này nhưng họ đang chờ đợi đúng ạ và tôi nghĩ rằng cái khoảnh khắc này nó không còn quá xa Đấy là mình còn chưa vẽ là ở hướng trên con Stinitza, Torex, Chasipja, Kramatot và Sivac đúng không quý vị? Còn nếu mà mình vẽ vào thì mình nhìn thấy nó chính là một cái sự liên kết toàn bộ trận địa của vùng Donetsk. Đây, nó chính là cái vùng này. Có nghĩa rằng là đang có bao nhiêu chiến trường? 1, 2, 3, 4, 5, à 4 đây, 5, 6, đúng không ạ? 7, 8, 9 chiến trường ở cái vùng này. Đấy, và nó đều rất liên kết với nhau ở trong một cái thung lũng và hai cái điểm lồi ra nhất của nó nó chính là cái vụ này đúng không ạ điểm lồi tiếp theo ở đây điểm lồi tiếp theo nữa ở đây như vậy là cái chiến trường nó cái kiểu như này thì thực sự là nếu ukraine có một đường thẳng như này ấy, thì họ không phải lo lắm đâu nhưng mà bây giờ nó cứ lồi lõm như thế này và toàn cái thành quan trọng nó lọt trong những cái khe lồi lõm này thì nó tạo ra một cái bất lợi chiến lược với ukraine cực kỳ nguy hiểm sau cái đường này nhá quý vị nhá thì không có cái gì đằng sau nữa hoặc là có rất ít đấy cho nên là nếu như ukraine mất cái tuyến này thì nga có thể tiến băng băng đúng không ạ tiến khá là băng băng theo hai hướng về Zaporizhia và panvograd mục tiêu của nga là họ sẽ chiếm được cái khu vực này này quý vị này đấy, hôm nay cuối tuần chúng ta ngồi kề cả cà kê dưới ngỗng nga sẽ chiếm khu vực phía dưới này để tất nhiên là sau này thì họ cũng tạo điều kiện để chiếm cả phía trên nữa đúng không ạ nhưng mà ở đây ấy, họ sẽ thiết lập được một cái trận địa À, nếu mà họ đến phía trên rồi thì không nói làm gì nhưng nếu họ chưa đến phía trên thì chúng ta cũng thấy là họ có một cái trận địa ở đây để nó họ hình thành cái lực lượng thủy quân này rồi hình thành các cái căn cứ này sân bay này vân vân để mà nhắm vào cái việc sau này sẽ đổ bộ sang bên này bờ sông ở à, cái lòng chảo này. Đấy. Còn họ có đổ bộ hay không thì họ sẽ tung thông tin là ngày mai tôi sẽ đổ bộ trong suốt một nghìn ngày đúng không ạ rồi họ sẽ đánh lên phương bắc và đặc biệt là cái hướng ở Sumi mà khép góc xuống ấy, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là cuộc chiến này nó sẽ kết thúc ngay. Ngay nếu khi mà Nga mũi vừa rồi chúng ta vừa nói ở đây nhá. Đúng không ạ? Ở đây này. Đấy. Mũi thứ hai nó chính là mũi này này, ở đây này. Chưa chạm vào khắc cốp đâu. Đấy. hai mũi này chỉ cần hướng vào cái trung tâm ở đây thôi. Thì toàn bộ quân Ukraine ở cái vùng này không bị động tới chỉ bị bao vây tiêu hao bào mòn nhưng mà sẽ tạo thành một cái hom một cái hố đen để hút quân ukraine mỗi ngày di chuyển hàng nghìn quân vào khu vực này kéo dài trong vòng 1 hai năm nữa đấy còn phía nga thì làm cái nhiệm vụ là tiến từ hướng trên thẳng xuống theo trận địa sumi và dưới lên zaprija lên đấy, và đây chính là cái kịch bản sẽ kết thúc cuộc chiến bên ngoài bên này bờ sông đúng không ạ và tạo điều kiện cho phía nga nếu thích chơi sâu hơn thì một lòng chảo này một ngày đẹp trời họ sẽ chiếm hết bờ sông này và đổ bộ ở đây Đấy. còn lại thì tất cả các thứ trên này họ sẽ uy hiếp kharkov họ sẽ uy hiếp vùng còn lại của miền đông Donetsk, Đô lugan họ uy hiếp poltava uy hiếp kiev chesaki uy hiếp chernihi đúng không ạ thì lúc bấy giờ mà khi nga uy hiếp ở trên gần trục hướng ấy, thì bắt đầu họ sẽ tuận lợi để họ đổ bộ qua sông, là vậy quý vị có thể tưởng tượng là trong cái kịch bản đấy mà nga có mặt bên bờ sông này rồi, đúng không ạ? Chúng ta không bàn về yếu tố bên ngoài thì coi như là cuộc chiến này nó đã chấm dứt. Chứ còn thực ra nếu như nhiều người nói bảo là nga sao không dứt điểm bên bờ sông này đi nhá, thì, thì nếu mà nga dứt điểm toàn bộ bên bờ sông này thì cái cơ hội của họ để đổ sông qua sông nó rất là thấp, nó khó lắm quý vị. Lúc bây giờ thì đánh qua sông một cái sông to như vậy với một quân địch mạnh và có hỏa lực như vậy được hỗ trợ thì đổ bộ sang cái này phải là rất là khó ngày xưa quân liên xô đổ bộ qua đây cũng ở trong cái thế tuyết rơi rồi quý vị Đấy, tuyết lăn tuyết rơi rồi chứ bình thường cũng không phải dễ đâu và lúc bấy giờ đức cũng đang ở trong thế rút lui đúng không ạ và thua ở khắp nơi mà liên xô cũng đổ bộ ở cái khu vực này quý vị rồi sau khi mà họ đổ bộ vào các khu vực này họ tiến về khu vực miền tây và phía bắc của khe son Nicolae thì bắt đầu cánh quân của họ mới tiến từ Khe Son sang. Đấy và lúc bấy giờ thì mới hội quân ở cái khu vực này thì thì lúc bấy giờ quân Đức mới bị thua ở Khe Son phải rút đi. Cho nên là cái việc mà phía Nga ấy họ làm trong suốt cả thời gian vừa qua đó là họ luôn làm rất tốt trong cái việc là hình thành các thế trận, các vết thương hở để mà thu hút uh, sinh lực của kẻ địch vào, đúng không ạ? ứng cứu Đấy. Xong đó là thu hút một nguồn lực lớn ở đây rồi Thì Nga sẽ tập trung đánh vào cái nơi mà uh, mà quan trọng nhất Đấy, Chính là cái nơi mà sang bên bờ sông này Chúng ta tưởng tượng rằng nếu như người Nga mà họ có thể tiến được từ Sumy xuống sát với Poltava ở đây Tiến được từ Zaporizhia lên tới Diponecho ở đây thì Ukraine lúc bấy giờ hành quân sang bờ phía đông ấy để mà viện binh ấy thì phải đi theo một con đường vòng này đấy, và đi lọt khe giữa làn hỏa lực của phía nga này đấy, và như vậy nó, họ sẽ yếu hơn rất nhiều sang tới bên đi 10 có khi đến chỉ còn sáu bảy đúng không ạ trước đây thì họ phải đi qua cái hướng pontava poltava để uh, cung cho khắc cốp và đi qua diponecho để cung cho khu vực miền đông và miền nam đấy thế còn nếu mà nga mà giải quyết hai cái khu vực này thì cả hai tuyến đấy đều mất họ phải đi qua một con đường lọt khe và nó không phải là tuyến chính và Nga chỉ cần tiến tới đấy thôi, đúng ạ. Tiến tới đấy bồng im và quấy dày và uy hiếp thôi. Gọi là bà đẻ bà ngửi chứ bà không ăn đấy, đúng ạ. Và như vậy là một ngày cuối tuần chia sẻ cùng quý vị mấy thông tin liên quan tới gọi là tính cua trong lỗ. Bói chiến lược, đúng ạ. Chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ, mạnh khỏe và tươi trẻ. Cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.